Ông làm dựng một cái thành phố Huế, một cái lăng tẩm Huế giống như hồi năm về nè, nè. Đi. Không về mới ngồi đây phải không? Đi về bỏ nè. Ủa
đứng vòng tròn thì nó khô viên cục thối rồi, ăn nguyên thối rồi đúng không? Ăn rồi mình mới thương không có gì gọi là tứ vị hết rồi, gọi là nó nặng quá đi, thì chính vì cái nặng nó rồi